Thanh long là cây ăn trái có giá trị xuất khẩu lớn nhất của nước ta trong nhiều năm qua. Giá trị xuất khẩu thanh long đạt trên dưới 1 tỷ đô la mỗi năm. Từ hơn 10 năm qua, người trồng thanh long Việt Nam đang phải đối mặt với một dịch hại nguy hiểm, đó là bệnh đốm nâu thanh long. Bệnh này đã lây lan nhanh, gây hại nghiêm trọng tới nhiều diện tích thanh long, làm ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của nông dân. Để giúp người trồng thanh long phòng trừ bệnh đốm nâu, nhóm tác giả thuộc Viện Cây Ăn Quả Miền Nam và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh đốm nâu thanh long. Quy trình này đã giúp nhiều nhà vườn quản lý bệnh đốm nâu trên vườn thanh long một cách hiệu quả, đảm bảo được năng suất, chất lượng và an toàn thực phẩm đối với trái thanh long. Hôm nay, để đồng hành giới thiệu và chia sẻ quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh đốm nâu thanh long, Báo Nông nghiệp Việt Nam và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn Tiến sĩ Nguyễn Thành Hiếu đến từ Viện Cây Ăn Quả Miền Nam và là một trong những tác giả của quy trình này. Phòng trừ tổng hợp bệnh đốm nâu trên cây thanh long. Xin chào quý vị và bà con, chúng tôi đang ở trên một vườn thanh long tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Xin chào Tiến sĩ Nguyễn Thành Hiếu. Thưa ông, thì cái bệnh đốm nâu trên thanh long đã xuất hiện ở Việt Nam từ khi nào và đang gây hại ra sao trên cây thanh long? Kính thưa quý vị khán giả và bà con nông dân, thì bệnh đốm nâu trên thanh long thì nó bộc phát đầu tiên vào năm 2011 và sau đó đến năm 2013 thì nó gây hại trên hầu hết các cái vùng trồng thanh long, tập trung ở các cái tỉnh như là Bình Thuận, Long An và Tiền Giang, cũng như là các cái tỉnh thành có trồng thanh long tập trung khác. Thì bệnh đốm nâu thì nó không chỉ gây hại trên thanh long Việt Nam mà nó còn gây hại trên nhiều cái quốc gia khác nhau, chẳng hạn như ở Indonesia, Philippines, Malaysia hay là ở Thái Lan và Israel, thì gần như là nó cũng mang cái tính rất là phổ biến trên thế giới trong thời gian vừa qua. Không, thì lâu nay là bà con đã áp dụng nhiều biện pháp để phòng trừ bệnh đốm nâu, đặc biệt là các biện pháp hóa học. Thì những biện pháp này nó sẽ ảnh hưởng ra sao tới cái sức khỏe con người và cái an toàn thực phẩm trên trái thanh long? Từ khi mà cái bệnh đốm nâu nó xuất hiện thì ở giai đoạn đó thì bà con nông dân thì ít có những cái thông tin về cái bệnh này, do đó thì cái biện pháp quản lý trên vườn thì cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn. Chẳng hạn như là nông dân sẽ tập trung trong cái việc mà sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật để phun xịt để ngăn ngừa cái bệnh. Và thực tế cho thấy rằng ở trong những cái thời điểm đó và trong cái điều kiện mùa mưa thì cái việc sử dụng thuốc rất là nhiều cái chủng loại thuốc khác nhau, và tuy nhiên thì nó cũng không hạn chế được hiệu quả được tối đa của bệnh này. Và cái việc phun xịt thuốc như thế thì nó ngoài cái tính hiệu quả kỹ thuật thì nó không đạt được cái yêu cầu như mong muốn. Ngoài ra thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cái yếu tố về môi trường do cái việc lạm dụng cái thuốc bảo vệ thực vật, cũng như là đối với những cái vùng mà chuyên canh để phục vụ cái công tác xuất khẩu thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến về cái mặt chất lượng, đó là cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nó chắc chắn nó sẽ xảy ra trên những kiện mà phun xịt thiếu kiểm soát như thế. Nhận diện bệnh đốm nâu thanh long. Bệnh đốm nâu thanh long. Bệnh đốm nâu thì thông thường nó sẽ tấn công và gây hại nặng trong mùa mưa. Và bà con nông dân chú ý là điển hình của bệnh này đó là nó chỉ tấn công trên cái bộ phận đọt non mà thôi, chứ nó không tấn công trên cái bộ phận cành già. Cái triệu chứng mà trên cành già bà con nông dân bắt gặp đó là những cái vết bệnh mà nó đã xâm nhiễm ở giai đoạn đọt non rồi, và sau đó nó tiếp tục nó lưu tồn trên cái cành già. Còn ở giai đoạn mà thời điểm mà cái bệnh nó xâm nhiễm thì nó chủ yếu là nó chỉ tấn công trên cái đoạn đọt non, trên những cái cành non như thế này, và ở một cái khoảng cách từ khoảng 20-40 cm từ bề mặt cành, thì đó là cái khoảng cách mà cái bệnh này nó thường hay xâm nhiễm nhất. Triệu chứng trên cành. Khi mà cái bệnh nó mới bắt đầu xâm nhiễm thì chúng ta sẽ thấy có những cái chấm nhỏ li ti nó xuất hiện trên cái bẹ cành thanh long non, và những cái chấm li ti này nó sẽ lởm hơn so với bề mặt bẹ. Sau đó thì khoảng 2 đến 3 ngày nó sẽ chuyển sang những cái đốm nó có cái màu trắng nhạt như thế này, và cho đến khoảng 12 đến 14 ngày sau thì nó tiếp tục cái vết bệnh này sẽ chuyển sang cái màu vàng cam,
và chính giữa cái vết bệnh nó sẽ xuất hiện những cái chấm màu nâu đỏ và nó sẽ gồ lên tạo thành những cái vết ghẻ. Sau một thời gian nữa từ cái vết bệnh đồng xu như thế này thì nó sẽ bị thối khô đi và nó sẽ tạo những cái lỗ hổng trên cái bề mặt bẹ thanh long, thì bà con nông dân thường gọi là cái triệu chứng là quết mặt quỷ hay là quết đồng xu trên cái cành thanh long. Trên quả, đối với trên trái thanh long cũng vậy, thì cái bệnh đốm nâu nó thường nó sẽ tấn công ở giai đoạn nụ hoa nhỏ, nụ hoa lớn, rồi khi mà ở cái giai đoạn mà chỗ hoa và hình thành cái trái non như thế này, thì đó là những cái giai đoạn mà cái bệnh đốm nâu nó sẽ dễ dàng tấn công, và những giai đoạn đó là những giai đoạn mà mẫn cảm của cái bông nụ thanh long như là trái non thanh long đối với cái bệnh đốm nâu. Còn những cái trái lớn như thế này thì cái khả năng xâm nhiễm của bệnh thì nó rất là hạn chế, do đó thì chúng ta sẽ ít thấy cái trường hợp nó gây hại trên cái trái trưởng thành hoặc trái chuẩn bị chín. Cái quy trình quản lý tổng hợp bệnh đốm nâu trên thanh long ấy, thì mình có thể áp dụng được những cái khu vực nào? Thông qua các kết quả nghiên cứu của viện cũng như là tổng hợp các kết quả nghiên cứu từ trước đến giờ, thì đến 2018 thì viện đã được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn công nhận cái quy trình quản lý tổng hợp bệnh đốm nâu là cái tiến bộ kỹ thuật. Thì trước đó cũng như là sau đó thì cái quy trình này cũng đã được nhiều địa phương cũng như là bà con nông dân ứng dụng vào trong cái điều kiện sản xuất. Thì cái quy trình này có thể áp dụng trên cái quy mô rộng rãi trên những cái vùng mà trồng thanh long sản xuất hàng hóa, tập trung ở các cái khu vực có diện tích thanh long trồng lớn, kể cả những cái cá nhân sản xuất đơn lẻ đều có thể áp dụng cái quy trình này vào trong sản xuất. Biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp bệnh đốm nâu. Biện pháp giống. Thì đối với cái việc mà chọn lựa cái hôm giống, hôm lựa đặt cái chất lượng cao để chúng ta trồng, thì khi mà những cái vườn mà thiết lập trồng mới thanh long thì chúng ta lưu ý là cái việc mà chọn cái hôm giống nó sạch, nó không có biểu hiện cái triệu chứng bệnh đốm nâu trên cái bẹ, trên cái hôm giống chúng ta sẽ chuẩn bị đi trồng, thì đó là một cái yếu tố để giúp cho cái mầm bệnh nó không có cái điều kiện nó xuất hiện cũng như là nó lây lan trên cái vườn thanh long trồng mới chúng ta, đặc biệt là những cái khu vực mà những cái vùng mới mà chưa hề nhiễm bệnh. Thì nếu mà trong trường hợp mà những cái hôm giống này chúng ta chọn lựa không kỹ, hoặc là chọn lựa từ những cái vườn mà đang bị nhiễm bệnh, thì chắc chắn khi mà chúng ta mang những cái hôm giống như thế này về thì vô tình chúng ta sẽ tiếp tục làm giúp cho mầm bệnh nó có nơi trú ẩn cũng như là sẽ lây lan trên vườn trong thời gian về sau. Thì đối với cái hôm giống thì thông qua cái quan sát chúng ta thì chúng ta chọn những cái hôm mà nó đã thành thục, bà con nông dân được gọi là cái hôm bánh tẻ, và nó đủ cái độ già, nghĩa là màu xanh nó đã đậm rồi, và chúng ta chọn cái hôm, chúng ta nhìn kỹ cái hôm mà chúng ta chọn lọc nó là những cái hôm hoàn toàn nó sạch bệnh, nó không có biểu hiện những cái triệu chứng vết bệnh đốm nâu trên cái bẹ thanh long mà chúng ta có thể sử dụng được để chúng ta phục vụ cho cái việc nhân giống và chúng ta trồng mới trên vườn. Biện pháp vệ sinh đồng ruộng. Biện pháp ưu tiên hàng đầu được đặt ra đây đó là cái biện pháp vệ sinh vườn. Khi mà chúng ta phát hiện cái vết bệnh đốm nâu nó xuất hiện trên cái vườn thanh long, đặc biệt là nó xâm nhiễm trên cái cành thanh long, thì chúng ta phải lập tức chúng ta có thể sử dụng các cái dụng cụ cắt tỉa để chúng ta loại bỏ những cái vết bệnh đơn lẻ, hoặc có thể là chúng ta cắt bỏ những cái cành mà nó bị nhiễm bệnh nặng để giúp cho cái vườn cũng như là cái trụ thanh long nó được thông thoáng hơn, thì nó sẽ giảm bớt cái áp lực mầm bệnh, rồi từ đó chúng ta sẽ quản lý tốt hơn cái nguồn bệnh này. Biện pháp canh tác. Thì trong các cái biện pháp mà quản lý cái bệnh đốm nâu trên thanh long thì rõ ràng chúng ta thấy là cái biện pháp canh tác là một trong những cái biện pháp đóng vai trò hết sức là quan trọng. Cụ thể ở đây đó là đối với những cái vườn mà mới trồng thì chúng ta nên thiết kế cái điều kiện trên vườn làm sao cho nó thoát nước thật tốt. Chẳng hạn như chúng ta có thể xẻ những cái rãnh thoát nước thế này, bởi vì cái cây thanh long là cái cây nó vốn chịu hạn, do đó thì trong cái điều kiện mà mưa nhiều, mưa bão liên tục như thế thì cái vườn chúng ta nó, vườn thanh long nó sẽ dễ bị ngập úng. Do đó thì chúng ta phải tạo cái điều kiện làm sao cho nó thoát nước càng nhanh càng tốt trong cái điều kiện mùa mưa. Cái thứ hai đó là cái việc mà cắt tỉa, loại bỏ những cái cành nhiễm bệnh cũng như cành vô hiệu bên trong tán, để giúp làm sao cho cái bộ tán nó thông thoáng, nó giảm cái ẩm độ trong cái điều kiện mùa mưa. Như vậy thì nó cũng gián tiếp nó sẽ làm hạn chế cái mầm bệnh nó phát triển.
Hoặc là đối với những cái vườn trồng mới thì bà con nông dân có thể áp dụng theo cái kỹ thuật trồng theo kiểu vàng chữ T. Đây là một cái kiểu trồng mới mà nó sẽ giúp cho cái toàn bộ cái khung tán thanh long nó được mở rộng ra và rất là thuận tiện trong cái quá trình chúng ta đi chăm sóc, bao gồm cả phun xịt thuốc, bón phân cũng như là thu hoạch. Bón phân. Đối với cái phân đa lượng thì cái công thức mà khuyến cáo hiện nay để người nông dân có thể áp dụng trên cái vườn thanh long đó là theo cái công thức là 750 gram đạm, 1250 gram lân và 1250 gram kali cho một trụ trong một năm. Thì cũng như là chúng ta có thể bón cái phân chuồng ủ quay ở cái liều lượng là khoảng từ 10 tấn cho đến 20 tấn trên 1 hecta, thì như vậy chúng ta sẽ đáp ứng được đầy đủ các thành phần mang cái yếu tố dinh dưỡng đa trung vi lượng cho cái vườn thanh long. Biện pháp bao quả. Thì đây là cái túi bao trái chuyên dụng trên thanh long, thì được khuyến cáo đối với những cái vùng trồng xuất khẩu và chúng ta có thể sử dụng cái túi bao này để bao cái nụ bông hoặc là cái trái non thanh long trong cái điều kiện mùa mưa, với cái mục đích là hạn chế tối đa gần như tuyệt đối cái bệnh đốm nâu nó sẽ xâm nhiễm trên nụ bông hoặc là trên cái trái non thanh long. Chúng ta có thể bao vào hai cái giai đoạn chính. Cái thứ nhất đó là cái nụ bông thanh long tầm khoảng 12 đến 14 ngày tuổi, và cái thứ hai đó là cái trái non thanh long sau khi gút gâu thì chúng ta có thể bao. Túi bao này nó thiết kế được hở một cái đầu, và như vậy khi mà bao trái thì người nông dân có thể áp dụng các cái loại phân bón lá để phun xịt vẫn bình thường. Cái cách bao thì nó cũng rất là đơn giản, và chúng ta sẽ sử dụng một cái túi bao này, chúng ta và một cái sợi dây thun và một sợi dây buộc, thì chúng ta sẽ áp vào bao vào cái nụ bông hoặc là trái non thanh long. Thì nó rất là nhanh. Và sau khi bao như vậy thì bản chất của cái túi bao này nó sẽ giúp ngăn ngừa cái nước mưa nó mang cái mầm bệnh, nó sẽ lan chảy xuống vào cái bề mặt của cái trái, thì nó sẽ lan truyền mầm bệnh. Thông qua cái túi bao này thì nó cũng gián tiếp nó kiểm soát được một số đối tượng côn trùng gây hại, chẳng hạn như con ruồi đục quả hay là cái con bọ chỉ. Và trước khi bao thì bà con nông dân chúng ta phải áp dụng một lần phun xịt bằng các loại thuốc hóa học để chúng ta phun ngừa trên toàn bộ cái vườn chúng ta. Biện pháp sinh học. Để tiêu hủy triệt để cành nhiễm bệnh, có thể sử dụng máy để băm cành, gom thành đống và ủ hoai, ủ nóng trong một tháng đầu, sau đó tiếp tục ủ với chế phẩm sinh học và tái sử dụng làm phân hữu cơ. Sử dụng chế phẩm nấm Trichoderma để xử lý hoai mục phân chuồng, đồng thời cung cấp nguồn vi sinh có lợi cho đất. Biện pháp hóa học. Chúng ta có thể áp dụng một số cái loại thuốc bảo vệ thực vật để chúng ta phun xịt, đặc biệt là đối với thuốc trừ nấm. Thì các cái hoạt chất khuyến cáo đây thì bao gồm là cái difenoconazole hoặc là cái azoxystrobin, hoặc là cái hai cái hoạt chất này kết hợp với nhau, hoặc là cái nhóm mancozeb provinep hay là cái diniconazole bicarclotrobin. Thì đó là các cái hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật có thể khuyến cáo để áp dụng cái ngăn ngừa cũng như là kiểm soát cái bệnh đốm nâu trên vườn. Ngoài ra thì bà con nông dân lưu ý là cái thời điểm mùa mưa, đặc biệt là khoảng tháng 8, tháng 9 dương lịch, đó là những cái mốc thời gian mà cái lượng mưa nó sẽ tập trung gây hại nặng, tập trung nhiều ở các khu vực trồng thanh long ở phía Nam. Do đó thì chúng ta cũng lưu ý vào các cái giai đoạn này chúng ta cần chú ý để chúng ta phun xịt. Cái thứ hai nữa là ở cái giai đoạn nụ bông và cái trái sau khi gút gâu, thì đó là những cái giai đoạn mà rất là mẫn cảm đối với bệnh đốm nâu, thì chúng ta cũng nên phun xịt thuốc vào những cái giai đoạn này để kiểm soát được cái bệnh. Nếu mà phun xịt thì chúng ta cần chú ý để phun xịt làm sao đảm bảo được cái thuốc chúng ta nó lan tỏa đều cũng như là nó bao phủ toàn bộ cái bộ phận này để hạn chế tối đa cái việc xâm nhiễm của nó. Tiêu hủy cành nhiễm bệnh bằng biện pháp sinh học. Sau khi chúng ta cắt tỉa, chúng ta thu gom và chúng ta có thể sử dụng cái máy băm cành hoặc là cái máy cắt cỏ, và chúng ta điều chỉnh để chúng ta có thể sử dụng băm cành. Thì khi mà băm cành thì cái máy nó sẽ cắt cái cành, những cái cành thanh long nhiễm bệnh này nó sẽ cắt ra từng những cái đoạn nhỏ tầm khoảng 2-3 cm như thế, và
Sau khi băm thì chúng ta thu gom tạo thành cái đống ủ, có thể tạo thành cái đống ủ tại chỗ trên vườn bằng cách là chúng ta chùm kín cái màng phủ ni lông hoặc là tấm bạc. Tổng cái thời gian ủ thì chúng ta có thể ủ trong vòng 50 đến 60 ngày thì cái mầm bệnh trong cái đống ủ nó sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Và sau đó thì chúng ta có thể sử dụng những cái vật liệu ủ như thế này và chúng ta bón bổ sung vào cho cây, coi như nó là một cái nguồn vật liệu hữu cơ rất là cần thiết, rất là hỗ trợ bổ ích cho cái cây trồng chúng ta. Thì trong cái vật liệu sau khi ủ về thì nó cũng chứa tất cả cái thành phần NPK cũng như là một số cái nguyên tố vi lượng thì nó được hình thành từ trong cái cành thanh long này. Và khi mà chúng ta bón trả vào trong đất cho cái hệ thống rễ cây thì cũng như là cái cách mà chúng ta đang sử dụng cái phân hữu cơ hiện tại. Thưa tiến sĩ, thì nếu như bà con nông dân mà áp dụng đúng cái quy trình này vào cái sản xuất trên cái vườn thanh long của mình thì sẽ giúp bà con phòng trừ được bệnh đốm đau như thế nào, đạt cái hiệu quả ra sao? Thì vì đây là một cái quy trình quản lý tổng hợp, thành ra là do đó thì nếu mà chúng ta áp dụng đúng theo quy trình này thì chúng ta sẽ áp dụng bằng nhiều cái giải pháp, nhiều cái biện pháp tổng hợp khác nhau trên vườn, từ cái biện pháp giống cho tới cái biện pháp canh tác cũng như là các biện pháp sinh học, và cuối cùng trong cái điều kiện mà để khống chế cái mầm bệnh nó hiện diện trên vườn ở cái mức độ nó khá phổ biến và khá rộng rãi thì chúng ta phải sử dụng cái biện pháp bảo vệ thực vật, đó là sử dụng cái thuốc trừ nấm để can thiệp. Thì kết hợp với các cái biện pháp, chẳng hạn như biện pháp khác như là biện pháp bao trái, thì cái hiệu quả quản lý đối với cái bệnh đốm nâu này trong cái điều kiện mùa mưa thì nó có thể đạt hiệu quả trên 80% cho đến 90% trong cái hiệu quả phòng trừ cái bệnh đốm nâu. Còn trong mùa nắng mà ở vào những cái thời điểm mà nó gối vụ giữa mùa nắng và mùa mưa, hoặc là từ nắng chuyển sang mưa, thì cái việc phun xịt thuốc đối với quy trình này nó sẽ giảm hơn nhiều. Và tuy nhiên thì cái hiệu quả quản lý thì nó cũng rất là cao, trong cái điều kiện mùa nắng thì nó đạt 100%. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thành Hiếu. Thưa quý vị và bà con, hy vọng qua chương trình của chúng tôi, quý vị và bà con đã có sự hiểu biết rõ ràng hơn, cụ thể hơn về cái bệnh đốm nâu trên thanh long, cũng như cái biện pháp phòng trừ và cách hiệu quả nhất với cái dịch bệnh này trên vườn thanh long của mình. Rất mong được gặp lại quý vị và bà con trong những chương trình tiếp theo do Báo Nông nghiệp Việt Nam và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.